Spark Van 2 ghế dành cho những anh chị em nào mà tập lái tài chính ít mà muốn có xe hơi để che nắng che mưa, thì đây chính là một cái sản phẩm rất là vừa lòng. Để tâm mở cái mic lên chờ tâm xíu. Rất là vừa lòng rồi cô chú anh chị nha. Đó, con Spark Van 2011, biển số Bình Dương, một chủ từ đầu 61D00177. Xe này được sở hữu màu trắng nha. Xe này chỉ có hai chỗ ngồi thôi nha quý vị. Bản D có nghĩa là bán tải ha. Bán tải hai chỗ ngồi. Nhưng mà được gia chủ này là cũng thuộc dạng sử dụng xe nhưng mà cũng chịu đầu tư. Đã lên mâm đúc rồi, vỏ mới rồi, phim cách nhiệt rồi, dán đầy đủ hết rồi. Nội thất rất là đẹp. Máy móc thì im ru. Đó, chạy im nha, chạy im ngon, đèn đuốc sáng, sạch sẽ ha. Cái này bên Tâm bán giá cũng cực kỳ là phù hợp nha cô chú chị. 85 triệu 2011 Chevrolet Spark Van hai chỗ ngồi. Nhưng mà nó được lắp đặt ghế rồi ha. Cô chú chị có thể là đi gần gần thì ok, chở con chở cái thì vô tư, đăng kiểm còn tháng 2 năm 2023. Xe 2011 nha quý vị. Gốc Bình Dương, biển Bình Dương. Nội thất thì sạch sẽ nè, máy móc thì y máy ha. Chưa có lên đồ chơi gì hết nha. Nội thất sạch sẽ, máy móc y máy, 85 triệu. Cô chú anh chị đi tìm rất là khó nha. Vừa rồi Tâm mua cho đứa em lúc đó Tâm không có xe, Tâm mua cho đứa em 90 triệu mà mua lại của anh em đó, mà nói là giá dốt đó. Mà đời 2010 thôi. Mà xe này 2011, Tâm bán 85. Xe này bên Tâm đổi xe nha, đổi xe ra chứ không phải là xe của mình. Mua Tâm ít có mua mấy dòng này lắm, bán nó cũng mắc công á. Mắc công không phải mình nói mình chảnh hay gì, mà mình mua cái loại kia đó mình bán, mình còn bán góp đồ ngân hàng đồ rồi nó cao đời, nó cũng lâu hư, khách hàng mua cũng yên tâm. Mua mấy này đời thấp này, đi gần gần chứ đi xa thì khách hàng cũng không khoái lắm. Được gắn thêm một cái niệm sau để cho hàng ghế người ngồi sau, nếu mà kẹt kẹt thì vẫn chở được ha, còn nếu không thì ship lại chở đồ. Sạch sẽ nha cô chú chị, mà giá thành Tâm đưa ra thì khá là phù hợp luôn nha. Vỏ lớp còn cao lắm nè, vỏ mới nè, vỏ rất là mới luôn, mâm là mâm đúc nha, sạch sẽ nha, keo chỉ keo vọng thấy vậy chứ mà còn hết á, không có mục không có gì hết rồi, sạch lắm nè. Anh chị mình thấy không, có cái bô nó nổ hơi lớn là nguyên do nó bị lủng, nó bị lủng một miếng ngay cái cổ nên nó thoát ra ngoài, nó nổ hơi lớn. Còn cái xe thì nhìn nó cũng được lắm, không đến nổi đâu, bởi vì nào giờ nó ở Bình Dương mà, chứ đâu phải là chạy nhiều hay là bấy vá là không có nha. Xe nào giờ ở Bình Dương thì xe khá là ok. Sạch sẽ nè, liền lạc nè, vỏ lớp mới nè, nội ngoại thất là ok nè. Nói hả, 240, đèn đuốc sáng trưng nha quý vị. Máy sạch lắm, máy sạch hơn cái máy cũng ok, chỉ mỗi tội là cái bô nổ hơi lớn chứ cái máy nổ gì nữa. Thì nếu không biết chị mua thì bên Tâm sẽ đi xử lý cái bô của nhà mình nha. Vô lại là yên thôi, máy là sạch nè, yên nè, gọn gàng ha, ok, máy ok, đèn đuốc là đèn riêng hết và rất là sáng luôn. Keo chỉ là không có bị đụng, không có bị tai nạn nha. Nhìn nó cũng hay hay á, liền liền, đẹp á. Biết diễn tả sao giờ, cô chú chị mà nếu có chút thời gian thì lên xem trực tiếp thì nó sẽ dễ. Còn bên Tâm thấy thì cái xe này dưới tầm tiền này thì tuyệt vời, phù hợp cực kỳ luôn. Bởi vì vừa rồi Tâm đi kiếm xe cho thằng em á là toàn là chín mấy, trăm lẻ mấy, chín mấy, trăm lẻ mấy, trăm mốt không. Cuối cùng là mua xe của người anh em cũng mua bán xe luôn, đời 2010 mà anh em để cho 90 triệu, bao ký ủy quyền, biển số miền Tây màu đỏ, bao ký ủy quyền, bao vận chuyển từ dưới miền Tây chạy lên đây mà 90 triệu. Đó thì cô chú chị thấy không, còn xe này á là xe Bình Dương, gốc Bình Dương, đời 2011 mà nó được lên mâm đúc rồi, vỏ mới rồi, nội thất đẹp rồi, 85 triệu. Cái chuyện Tâm nói là một phần, nhưng mà cái mà cô chú chị tìm
tìm hiểu và tham khảo nó mới là một phần. Để nghe này nói sao mà so sánh này nọ nọ kia hay quá, mua của nó là không đúng, hoàn toàn sai. Cô chú chị nghe Tâm nói xong, từ từ hả quyết định, mấy làm tốt nha, từ từ hả quyết định, đi tìm hiểu thêm một ít xe nữa đi, thấy vừa ý thì mua, mấy chục triệu chứ nhiều người mà khó khăn, họ làm lụng cả đời mới dành dụm được. Đó thì đây là con xe Tâm cảm nhận được là nó được á, nó được theo như Tâm thấy dưới cái tầm tiền này. Và vừa rồi Tâm đi khảo sát một số xe để mua cho thằng em á, thì đây là một cái giá được. Còn cô chú anh chị nhìn nhận thế nào thì cho Tâm ý kiến nha. Nếu mà ok thì liên hệ Tâm để được sở hữu em nó ha. 0917 215 512 0974 83 55 22. Đó, công ty ô tô Di Tâm nằm ở Bình Mỹ, Bắc Văn Quyên, Bình Dương. Liên hệ Tâm và nhớ bấm nút đăng ký cho Tâm nha. Đăng ký kênh ô tô Di Tâm để sản phẩm mới, biết đâu mình lựa chọn cái đó, thấy Tâm nó có điện nó là chốt. Đó vậy đó. Còn nếu như thấy anh em bà con nào mua hoặc bán, giới thiệu Tâm với, Tâm gửi hoa hồng cho nha. Chào bà con và hẹn gặp lại bà con ha. Ô tô Di Tâm Bình Dương rất hân hạnh phục vụ quý cô chú anh chị và các bạn. Và rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ trong những tháng năm vừa qua. Đồng ý là công ty ô tô Di Tâm mới thành lập chỉ có chính thức là được mấy tháng là lên công ty, còn trước kia là doanh nghiệp là được 2 năm rồi. Đó, vì phát triển như ngày hôm nay và được thành công như ngày hôm nay chính là cái sự ủng hộ và quan tâm chia sẻ của quý cô chú anh chị và các bạn. Tâm hết sức là biết ơn và Tâm sẽ giữ gìn những cái tình cảm đó ha, để lấy động lực để phục vụ khách hàng tốt nhất và bền lâu nhất, chứ không bao giờ mà làm nửa vời kiếm lời bất chính là không có nha. Tâm chào bà con, hẹn gặp lại bà con nha.